Khang Audio Bình Dương xin kính chào tất cả các đồng chí. Mời các đồng chí ly chè Thái Nguyên cho thắm tình quân dân. Lời đầu video cho Khang Audio Bình Dương trân trọng cảm ơn các đồng chí đã đăng ký kênh, đã xem video, đã lựa chọn những sản phẩm của mình, chuẩn bị lựa chọn những sản phẩm của mình. Xin gửi lời tới những đồng chí đã gọi điện cũng như nhắn tin đấy ở trên Zalo coi như thế là rồi là tin nhắn thường vào máy mà Khang Audio chưa phúc đáp luôn và ngay và luôn được, mong các đồng chí hai chữ lượng thứ. Một lần nữa trân trọng cảm ơn. Báo cáo với các đồng chí, bây giờ mình test hoạt động của chiếc âm ly Fujima có model DA7200. Fujima DA7200 đấy, mặt là màu gọi là màu này màu vàng chanh giống kiểu đề nông của Nhật Bản nha. Đấy, rất chi là mới, mặt tiền rất chi là mới nha. Đấy, mặt hậu cũng mới và nội thất cũng mới, báo cáo với lại các đồng chí. Đấy, thế con âm ly này nó thuộc loại hàng chất lượng rồi. Fujima với Datern là cái sản phẩm của công ty điện tử Thiên Thành Đạt. Đấy, mình liên tục tuyển lựa những cái con hàng công ty tốt, chứ còn những cũng là hàng công ty nhưng mà hàng công ty chưa tốt, hay nói kiểu nông dân là hàng công ty đẻo là mình không tuyển lựa. Thế cho nó nhanh, cho nó vuông nha. Thì cái con này mình gửi tới coi như thế là một người thượng đế đã ưng bụng cái sản phẩm này. Báo cáo các đồng chí, đó là đồng chí Trần Văn Trung ở thôn 7, xã Nam Bình, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông, Việt Nam. Đấy, thì xin thưa với các đồng chí, nhất tiễn song điêu nha. Nhất tiễn song điêu vẫn thực hiện, vẫn diễn ra ở đời thường. Đấy, thì bây giờ cũng lại nhất tiễn song điêu, tức là một clip nhưng mà lại được coi như thế là hai việc nha, tức là một cây mũi tên bắn đi mà lại bắn được hai con chim điêu nha. Đấy, ở trên những cái thảo nguyên Mông Cổ có những anh hùng sợ điêu đấy, báo cáo với các đồng chí. Thì còn ở cái mảnh đất Bến Cát Bình Dương này thì cũng có đồng chí Khang Audio nhà cũng sử dụng những cái gọi là nhất tiễn song điêu vào trong công việc cuộc sống hàng ngày, ví dụ như những cái sản phẩm vừa chất lượng đi nhưng giá thành nha, giá thành thì lại mềm mại êm ái, đấy cũng là hai tiêu chí mà cũng ở trong một sản phẩm, đấy cũng gọi là nhất tiễn song điêu. Thì bây giờ mình test hai bộ Bluetooth, thế rất tiên là chỉ test được một bộ trong video thôi, còn một bộ là ngoài video nhé. Một bộ Bluetooth GHS có model TB02 đấy, có chức năng chỉnh bass check, có chức năng nâng tiếng đấy. Đây ở đằng sau đây đấy. Cái con này Bluetooth này báo cáo với các đồng chí, theo mình nhá, theo mình là ai chơi nhạc ấy nên mua một bộ để trải nghiệm về cái công nghệ Bluetooth nó hiện đại. Thứ nhất là khỏi với dây dợ lằng nhằng mì tôm. Cái thứ hai ấy là gì, là con này nó có chỉnh bass chỉnh check ngay, chỉnh bass chỉnh check rất chi là sướng đấy. Cái thứ ba là nó khắc phục được những cái âm ly nào mà công suất ví dụ bây giờ nó hơi yếu một tí đấy. Ví dụ như cái thằng cu này chẳng hạn, cái thằng cu này 8 sò nha, cái thằng cu này 8 sò, ví dụ như nó dã con 30 mà cái volume này phải để hướng 12 giờ ấy, nhưng khi kết nối qua cái con Bluetooth TB02 này nhá, thì lúc đó cái volume mới chỉ cần để ở hướng 10 giờ là đã như kiểu song hỷ lâm môn rồi. Đấy, nói chung là để mà kể cái tính năng của nó ra thì có, nói chung là cũng phải rất chi là mất nhiều thời gian. Và cái quan trọng nhất là giá thành của nó thì cực kỳ là mềm mại và êm ái. Báo cáo với các đồng chí, Khang Audio cung cấp tới đồng bào đồng chí cả nước chọn bộ nha, combo chọn bộ Bluetooth TB02 như thế này mới đét đèn đẹp, chỉ có 380.000 đồng nha. Đấy, thế nên mình mới bảo ví dụ như 3.800.000 thì còn phải xin ý kiến mệnh hệ phu nhân, chứ 380 nhiều khi coi như thế là tự quyết được nha, tự quyết được, tại vì nó rất chi là hữu dụng trong cái công việc mà chơi audio của mình nha. Đấy, thì cái bộ Bluetooth, hai bộ Bluetooth này đi Hà Nội báo cáo với các đồng chí và gửi tới ngài Nguyễn Văn Thông ở phố Gốt, xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, thủ đô Hà Nội. Thì cái đây là cái điện thoại đểu ấy, camera đểu ấy, nên là quay nó không được nét lắm này. Đấy, quay lại Đông Sơn này, Hà Nội này. Đấy, bây giờ test ra phần karaoke thì không chạy được Bluetooth, nhưng khi đến cái phần test nhạc của âm ly này thì mình đã đấu qua Bluetooth này. Đấy, để cho các đồng chí thấy được cái hay của nó nha. Đấy, về nhà các đồng chí nó còn hay hơn rất nhiều so với ở đây, báo cáo. Alo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Báo cáo với các đồng chí, trước âm ly Fujima có model DA7200. Âm ly này là của công ty điện tử Thiên Thành Đạt,
Fujima với đa tên là một công ty. Để con này áo so than tổng thể mặc đồ bằng tranh rất chi là mới, được trang trí hai cầu AB du Việt. Thế nhưng mà về bản chất vấn đề ấy, thì nó chỉ có 8 than thôi, 8 than bé. Bởi vậy hai cầu AB du Việt như thế này theo mình là ta chơi kiểu bán trắng bán lẻ, tức là A chơi 2468 và cầu B thì chơi 1357 nha. Chứ chơi nếu mà múc hai đôi cùng một lúc ấy là nó cháy thì nó không cháy. Cái con ông đi này nó hiện tại á, nó thiết kế cái mạch giờ đây là bảo vệ thế này. Thế nhưng mà ông đi nào cũng bảo vệ những cái con này ấy, nếu mà quá tải là nó ngắt giờ đây này. Đấy, thế nên nhiều khi mà viêm mà có cái loa lớn vào đây ấy, mà chơi mà nó cảm thấy mà là nó đau quá nó không chịu được, nó thốt lên tại sao anh lại làm ngon đau như vậy mà mình vẫn không có ý kiến gì là nó ngắt ngay, nó ngắt giờ đây này. Đấy. Con này nó hay lắm, con này chơi loa lớn quá tự nó ngắt. Alo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10. Alo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10. Thì cái mạch intro của con này nó sử dụng 0336 báo cáo các đầu trồng. Alo 1 2. Đấy, một đồng xin theo của các intro này nhé. Alo 1 2 3 4 5 6. Nói chung là dưới 1 triệu đồng thì không có lựa chọn nào hơn lựa chọn này. Báo cáo cho test nhạc nhé. Music thì mời các đồng chí nghe ca khúc Sông Đắk Rông Mùa Xuân Về do đồng chí này là đồng chí Trọng Tấn nhà. Đồng chí Trọng Tấn thì ạ. Đấy, cầu A nhá, giờ chơi cầu B nhá. Cầu A này. Con này nó không chơi được hai cầu, báo cáo các đồng chí thế. Chơi hai cầu là nó ngắt đấy nhá. Đấy. Đợi hết rồi nó hết ngắt, nó tưởng mình chơi hai cầu là nó ngắt đấy, giờ nó không ngắt đâu.
Báo cáo với các đồng chí, chạy qua con Bluetooth TB02 mở đôi loa bass 2,5 tấc China từ đôi như thế này mà cái volume music để ở hướng này là hướng mấy giờ? Anh nào soi đồng hồ, à thợ sửa đồng hồ hướng này là hướng mấy giờ? Đấy nhá, đấy, phải nói là nó rất chi là hữu dụng nhá. Một lần nữa thôi, trân trọng cảm ơn các đồng chí, xin phép dừng clip ở đây để đưa em nó vào thùng xốp để gửi cho người thượng đế. Xin cảm ơn rất nhiều, chào thân ái, merci.